Chào anh em, mới xin được bọc modem của Viettel nè. Cái này có mã là H646FWK ha. Con này là H640DWK ha. Giờ mình hướng dẫn anh em cách cấu hình nó để làm wifi phụ ha, mình tận dụng ha. Các bạn lưu ý những thiết bị này là Viettel cung cấp ha, là cho mượn nha. Khi mà mình sử dụng xong thì mình hủy hợp đồng á thì nhà mạng sẽ thu hồi lại ha. Có một số thiết bị thì do quá cũ nên nhà mạng sẽ bỏ luôn ha. Lúc đó thì mình nói chung nhà mạng lại thu hồi thì mình trả ha. Còn không thu hồi thì các bạn có thể tận dụng làm wifi phụ ha. Rồi bây giờ mình sẽ cắm điện. Rồi mình hướng dẫn các bạn cấu hình ha. Mình làm với con này, con màu trắng này trước ha. Con kia các bạn làm tương tự ha. Cái quy tắc của nó là đổi IP, tắt DHCP, đặt tên, mật khẩu là xong ha. Rồi các bạn chờ mình setup chút ha. Rồi sau khi cắm điện này các bạn reset nó ha. Reset nó phía sau nó có một chỗ để mình reset nè. Phải phía sau mà là bên hông ha. Các bạn nhấn giữ vô đây nha. Các bạn lấy cái tâm hoặc là que chọc sim đều được. Nhấn giữ vô. Giờ đang báo đỏ nè, do mình không có gắn cáp quang nè. Rồi, nhấn vô ha. Rồi mình buông ra. Các bạn đợi cho nó khởi động lại ha. Rồi các bạn, nó sẽ khởi động lại ha. Nó chớp đủ đèn khởi động lại. Bạn lưu ý ha. Thiết bị được thu hồi ha. Khi ngừng sử dụng dịch vụ ha. Của Viettel. Nói chung là các bạn người ta lại thu rồi bạn trả ha. Ngay cả VNPT và FPT đều vậy nha. Trừ khi modem mà cũ quá thì họ không có thu về. Các bạn đợi xíu cho nó khởi động lại nha. Xong các bạn dựa vào cái thông tin phía sau nè. Đó. Ở đây có tên mật khẩu á. Đây các bạn nhìn nè. Đó. Ngay cả cái tên đăng nhập cũng để sao ha. Rồi cái bát wifi mặc định nè. Rồi bây giờ mình hướng dẫn các bạn cài đặt ha. Rồi các bạn, sau khi nó khởi động lại thì mình kết nối wifi của nó phát ra ha. Tên wifi này và mật khẩu nó nằm phía sau ha. Các bạn đợi xíu cho nó cấp IP nha. Rồi các bạn bấm vô cài đặt thôi, cái địa chỉ IP thường là .1.1 các bạn. Cái chỗ cổng đó, 192.168.1.1 ha. Rồi nó báo là không có truy cập được. Rồi mình nhấn vô .1.1 ha, để mình cấu hình ha. Rồi các bạn bấm lên cao tiếp tục truy cập ha. Ở đây nó hiện ra cái trang đăng nhập, cái ID là admin ha các bạn, cái mật khẩu là phía sau cục modem ha. Thường là nó có chữ DSNWK trước ha, của Dasan. Rồi bạn bấm đăng nhập ha. Rồi ok, đầu tiên là mình đổi tên và mật khẩu. Rồi ở đây mình đổi tên và mật khẩu trước ha. Bạn nhớ làm đúng bước là nó sẽ dễ hơn nha. Đâu mất rồi. Rồi ở đây mình để lại chữ Viettel ra. Rồi mật khẩu mình để thứ 8 thôi ha, mình gọi số 9 mở. Rồi các bạn nhớ ha. Rồi cái mã bảo mật gì đó thì các bạn để nguyên ha. Rồi các bạn nhấn apply vô, các bạn đợi một xíu anh sẽ dâng wifi ra ha. Rồi mình kết nối là cái mạng Viettel của mình.
Đây dịch theo đây ha. Mật khẩu nãy mình để là từ 1 đến 8 nè. Rồi bạn nhấn xong để kết nối nè. Rồi các bạn quay lại trình duyệt cho mà. Các bạn tải lại trang. Rồi các bạn nhấn vô dòng này ha để cài đặt ha. Ở đây thì mình con chính của mình là .15.1. Nếu mà các bạn tắt DHCP luôn thì vẫn chạy ha. Nhưng mà ý mình muốn là mình đặt chung với lớp mạng để sau này mình đổi mật khẩu cho nó dễ ha. Thì các bạn vô LAN setup ha. Rồi các bạn cái dòng IP LAN này các bạn đổi ha. Cái con chính của mình cấp từ .15.2 đến .15.200 ha. Các bạn đặt ra ngoài cái khoảng đó là được ha. Giờ mình đặt 245 ha các bạn. Ngoài cái khoảng cấp của con chính các bạn. Các bạn không rành thì cứ đặt khác là được à. Con chính của mình .1.1 thì con này mình đặt .2.1 còn gì đó là được ha. Các bạn tắt DHCP luôn. Đây dòng này tắt DHCP. Rồi các bạn nhấn apply ha. Nó báo reboot các bạn đợi ha. Các bạn đợi xíu ha. Rồi các bạn kết nối wifi lại ha. Dù mình chuyển wifi chuyển lại nha. Điện thoại mình nó đơ luôn. Rồi chuyển lại việc theo. Lúc này các bạn sẽ thấy tình trạng là đang lấy địa chỉ IP ha. Sẽ hiện liên tục luôn do các bạn tắt DHCP mà các bạn không cấm cổng LAN vô thì không có cái con nào cấp DHCP được, bởi vì nó báo là đang lấy địa chỉ IP ha. Lúc này các bạn cấm cổng cấp LAN vô ha. Con này có hai cổng LAN, các bạn cấm một trong hai cổng rồi các bạn cấm vô ha. Cấm vô là con chính của mình cấp DHCP ha. Các bạn đợi xíu nữa cho nó cấp IP. Cái nguyên tắc của mình là tắt đó CP là được ha. Rồi các bạn đợi xíu cho nó có internet rồi. Đó. Nó báo là có internet rồi. Rồi có địa chỉ IP luôn ha. 192.168.15.66 nè. Rồi nó báo là có mạng luôn rồi ha. Con này hiện tại không biết tại sao mà tốc độ liên kết chỉ có 2 mb vậy. Chắc có lỗi gì đó các bạn. Để mình chuyển mạng thử. .270 mb là cái con chính của mình. Có băng tầng 5G ha. Còn con này không có băng tầng 5G. Nhưng băng tầng 2.4 thì tốc độ liên kết cũng 100 mấy ha. Ở đây nó hiện tốc độ liên kết có 2 à. Rồi nó báo không có internet luôn. Các bạn đổi sang cổng số 1 ha. Rồi ok có mạng ha. Cái tốc độ liên kết này mình nghĩ là cái điện thoại mình đang bị lỗi nha các bạn. Rồi sau này các bạn muốn đổi mật khẩu thì các bạn vô cái dòng là 192.168.15.245 ha. 245. Đây, nó có hiện đây nè. Rồi các bạn muốn nâng cao. Các bạn nhấn tiếp tục truy cập. Nó các bạn có thể đổi mật khẩu trên đây luôn ha. Ví dụ các bạn để khác lớp mạng thì sau này các bạn phải đặt IP tỉnh mới vô được ha. Rồi ok, có internet rồi. Chúc các bạn thành công. Rồi ok các bạn, hồi nãy mình quên test tốc độ ha. Tốc độ liên kết hiện tại là lên 78 megabit ha. Rồi các bạn mở ứng dụng để test tốc độ lên ha. Rồi các bạn bấm test ha.
Đó, ok. Nói chung thì cái modem nhà mạng chạy cũng khá ổn. Bạn nào kinh phí ít thì vẫn tận dụng được. Mà mình kết nối con này ha. Rồi xong mình sẽ thử YouTube cho các bạn xem. 40 đến 50 mây là ok ha. Khá tốt rồi. Một trận động đất dưới rồi, ok các bạn, chúc các bạn thành công.